chào mọi người ạ, em là chủ nhân viên cửa hàng xe máy An Sát. Hôm nay em sẽ báo giá cho mọi người một số cái dòng xe của hãng Honda cửa hàng em. Thì trước mắt mọi người đây là cái dòng xe Vision, một trong những cái dòng xe mà dạo này khách hàng khá là quan tâm và mua khá là nhiều, và một trong những cái dòng xe ở của ngáo giá của Honda ấy. Thì đây là dòng xe Feature, dòng xe Vision mọi người nhé. Đây là cái phiên bản xanh, màu xanh nhám, đây là cái phiên bản đặc biệt. Thì đây là cái phiên bản 2022. Thì đối với dòng xe, cái phiên bản này thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 47 triệu thôi ạ. Còn đây là cái phiên bản cao cấp. Đây là màu xanh than thì bên cửa hàng em đã độ lên sơn 3D. Cái phiên bản này phiên bản cao cấp mọi người nhé. Thì đối với màu jean, cái phiên bản cao cấp thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 46 triệu 500 thôi. Màu sơn 3D thì mọi người chủ động cộng giúp em từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tiền từng màu. Còn đây là màu xanh ngọc mọi người nhé. Cái phiên bản màu xanh ngọc thì bên cửa hàng em cũng sơn khá là nhiều. Cái màu sơn này các bạn nữ khá là yêu thích ạ. Màu này là sơn lên từ phiên bản tiêu chuẩn mọi người nhé. Thì cái phiên bản màu tiêu chuẩn đây, màu trắng đen phiên bản màu tiêu chuẩn thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 42 triệu 800 thôi. Còn những cái màu sơn 3D này thì mọi người chủ động cộng giúp em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy từng màu. Đây là màu hồng đen bên cửa hàng đã sơn lên 3D rồi. Còn cái bên này cũng là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng kết hợp với lại cái mặt nạ, và bên này là cái mũ màu hồng đó. Với lại bên này là cái mũ màu xanh. Những cái chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng em đồng giá là 43 triệu 800. Còn đối với cái phiên bản màu đỏ đô cao cấp, màu đỏ này thì bên cửa hàng em độ lên sơn 3D phiên bản tiêu chuẩn anh nhé. Thì hiện tại cái chiếc này hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 43 triệu 500 thôi. Future em. Còn đối với dòng xe Future thì hiện tại bên cửa hàng em có đầy đủ các màu của phiên bản bánh căm và bánh mâm. Thì đối với phiên bản bánh căm hiện tại bên cửa hàng em giá chỉ từ 37 triệu 500. Còn đối với cái phiên bản bánh mâm thì như màu trắng đen, rồi màu đen nhám, rồi màu xanh nhám thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 40 triệu thôi. Còn đối với cái phiên bản Future độ thái, độ quay thái yên màu đỏ ấy, thì hiện tại cái phiên bản 3D đấy hiện tại bên em có giá chỉ từ 41 triệu. Mọi người mua dòng xe Future thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 6 đến 10 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Đây là cái phiên bản AB150. À, cái phiên bản Vision đen nhám, khách hàng cũng hỏi khá là nhiều thì hiện tại cái phiên bản này bên em có giá chỉ từ 49 triệu thôi nhé. Mọi người mua góp thì chỉ cần đi trước giúp em khoảng 8 đến 10 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn cái bên này là dòng xe AB, thì AB150 hiện tại bên em vẫn có đầy đủ các màu và cái màu xanh nhám đặc biệt nữa. Thì đối với cái dòng xe AB150 này thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 56 triệu mọi người nhé. Mọi người mua góp thì chỉ cần đứng trước giúp em khoảng từ 8 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Đây là cái phiên bản đặc biệt của Limited của AB150 thì hiện tại cái phiên bản này giá là 58. Còn cái bên này là cái phiên bản đặc biệt của AB125 thì hiện tại cái phiên bản này hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 47 triệu thôi ạ. Còn đối với những cái phiên bản màu thường của AB125 như này thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 44 triệu thôi nhé. Mọi người mua góp đối với cái dòng xe này chỉ cần đưa trước giúp em khoảng 2-3 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn đây là cái dòng xe SH1 thì đây là cái phiên bản SH2020 bên cửa hàng em đã độ lên sơn 3D mọi người nhé. Thì đối với cái màu này hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 71 triệu thôi. Cái giá đấy là đã bao gồm tiền sơn 3D rồi. Còn cái bên này là cái phiên bản màu đỏ đen SH1 phiên bản ABS thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 83 triệu thôi ạ. Còn cái bên này là cái phiên bản SH125 bên cửa hàng đã độ lên sơn màu hồng rồi. Thì đối với cái phiên bản này hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 90 triệu. Cái giá đấy là đã bao gồm tiền sơn 3D và tiền VAT anh nhé. Thì đối với cái dòng xe SH125 phiên bản CBS ý, thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 87 triệu thôi. Còn đối với phiên bản ABS thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 102 triệu. Còn đối với dòng xe SH cao thì hiện tại bên cửa hàng em là có phiên bản SH150 là phiên bản CBS thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 105 triệu. Còn đối với cái phiên bản ABS thì có giá chỉ từ là 126 triệu thôi. Còn đối với cái màu đen nhám phiên bản 2022 này thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 130 triệu. Còn đối với cái phiên bản đen nhám này, phiên bản màu đặc biệt màu bạc này hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 131 triệu là đã bao gồm VAT anh nhé.
về cái khoản trả trước ấy, về cái khoản trả trước của dòng xe SH này thì mọi người nhắn tin qua Zalo giúp em nhé, em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho mọi người. Tại vì biển số mỗi nơi khác nhau, ở thành phố khác nhau, ở tỉnh nó khác nhau ấy, nên là mọi người mua góp với mọi người làm hồ sơ biển số ở đâu thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái khoản trả trước cho mọi người. Còn đây là cái dòng xe Vario ở bên cửa hàng em. Đây là cái phiên bản Vario 160, thì đây là màu sơn 3D mọi người nhé. Thì đối với cái phiên bản Vario 160 này, hiện tại bên bản CBS màu zin bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 53.500, còn đối với phiên bản ABS thì có giá chỉ từ là 62 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đứng trước giúp em khoảng từ 5 đến 8 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn kế bên này là phiên bản Vario 150 mọi người này. Đây là cái màu bạc, màu zin nhé. Cái màu zin này hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 71 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đứng trước giúp em khoảng 20 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Đây là vô vàn cái màu sơn 3D bên cửa hàng em. Đây là cái phiên bản mà 125 màu sơn 3D mọi người nhé. Đối với màu zin thì hiện tại bên em còn giá chỉ từ 52 triệu thôi. Còn cái bên này là màu tím này, rất là nhiều màu sơn 3D. Như mọi người thấy đây là cả một hàng độ sơn 3D bên cửa hàng em. Có cả ABS, có cả Vario 125 và 150 mọi người nhé. Người ấy thích màu nào thì có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ chụp hình cụ thể cho mọi người để mọi người xem kỹ hơn. Còn kế bên dưới là cái dòng xe Click Thái thì hiện tại bên cửa hàng em có phiên bản 150. Đấy là màu trắng và màu đen nhám. Thì đối với cái phiên bản 150 Click Thái bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 92 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 30 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Còn đối với dòng xe Janos thì hiện tại bên cửa hàng em có giá dao động chỉ từ 31 đến 34 triệu tùy từng phiên bản. Còn cái dòng xe Scorpio hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 35 triệu. Dòng xe Garden cũng có giá chỉ từ 35 triệu thôi. Dòng xe Gainer có giá chỉ từ 34 triệu. Và hiện tại bên cửa hàng em cũng có cái dòng xe Click Thái 125 mọi người nhé. Thì đối với cái phiên bản kia Click Thái 125 thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 72 triệu thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng 20 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Thì mọi người xem video muốn em báo giá các cái dòng xe nào thì mọi người cứ comment xuống dưới hoặc nhắn tin qua Zalo giúp em. Mọi người muốn xem hình ảnh xe thì em sẽ chụp hình nhắn tin kỹ hơn qua Zalo cho mọi người. Và mọi người muốn tư vấn về thủ tục mua góp hay là về giá xe cứ nhắn tin qua Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể và nhanh nhất cho mọi người nhé. Mọi người tới cửa hàng mua xe báo có liên hệ với Thủy thì sẽ được em hỗ trợ tiền xăng xe từ 500 đến 1 triệu và rất nhiều quà tặng ưu đãi của mọi ở cửa hàng nữa. Thì cảm ơn mọi người hôm nay đã xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người.